3K8 rương quá cao ạ. Và đó là boom. Xin chào Gunner, lại là gà Gin đây. Chúc Gunner có một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Hiện tại game đang ra mắt sự kiện Giỗ Tổ Vua Hùng. Ở đây mỗi ngày Gunner tham gia các trận chiến đấu tự do. Chúng ta giành chiến thắng sẽ nhận được những rương quà nhất định. Bên cạnh đấy, khi Gunner tham gia hoạt động nạp tiền cũng như là hoạt động tiêu phí, Gunner cũng sẽ nhận về cho mình được những hộp quà Giỗ Tổ cao nha. Ngày hôm nay thì Gunner hãy cùng gà Gin chúng ta mở rương quà và xem thử là nhân phẩm gà Gin có bùng nổ không nha. Ở đây gà Gin đang có cho mình 40 hộp quà Giỗ Tổ sơ, có 100 rương thần khí 2024 và chúng ta có 3K8 hộp quà Giỗ Tổ cao nha. Đầu tiên thì gà Gin sẽ mở hộp quà Giỗ Tổ sơ đã nha, xem thử chúng ta có gì nha. Rồi, chúng ta sẽ có bánh chưng cũng như là hạt đậu. Tiếp đến thì gà Gin sẽ mở rương thần khí 2024. Biết đâu Gunner và gà Gin may mắn, chúng ta có thể nhận về cho mình một táo cắn dở hoặc là một rương vũ khí 247 tự chọn nha. Rồi, bây giờ thì gà Gin sẽ mở luôn nha. Boom ạ. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một viên đá 5, 68 vé quay tự chọn và 170 đá gia công nha. Và tiếp đến chúng ta sẽ đến với tiết mục chính của ngày hôm nay, đó chính là hộp quà Giỗ Tổ cao. Ở đây thì gà Gin sẽ mở mồi trước nha, chắc là gà Gin sẽ mở trước 40 rương ha, để chúng ta lấy cái số chẵn nha. Gà Gin thì thấy mình không có duyên với con số lẻ lắm, thì gà Gin sẽ mở về đúng 3K8 này Gunner, thì chúng ta sẽ mở hết một lần nha. Thử xem là liệu rằng hôm nay nhân phẩm chúng ta có bùng nổ không nha. Rồi, ok ạ, tiếp tục thôi ạ. Ở đây chúng ta sẽ nhận được những cái item để có thể đổi thưởng trong phần sự kiện nha. Lát nữa Gunner cùng gà Gin chúng ta sẽ check qua phần thưởng và xem thử là ở sự kiện này, sau khi tích lũy đậu cũng như là bánh chưng thì Gunner có thể đổi về cho mình những phần quà hấp dẫn nào nha Gunner. Rồi, chúng ta còn 20 rương nữa thôi ạ. Rồi, vẫn chủ yếu là những item để chúng ta đổi nha, bánh chưng và hạt đậu nha Gunner. Thời gian này thì gà Gin thấy mình khá là may mắn trong những hoạt động mở thưởng, thì không biết trong hoạt động lần này gà Gin có bùng nổ trong clip ngày hôm nay không đây. Hy vọng là chúng ta sẽ có một phần quà đặc sắc nào đấy để chúng ta có một clip thật là bùng nổ nhân phẩm nha. Rồi, sắp rồi ạ, còn 5 rương nữa thôi ạ. Rồi, chuẩn bị đến với 3K8 rương hộp quà Giỗ Tổ cao nào, và xem thử rằng trong clip này gà Gin có bùng nổ nhân phẩm không đây. Ở đây thì xuất sắc chúng ta sẽ có cho mình đó chính là một Super 247 tự chọn nha, ở phần đổi thưởng đặc sắc nha Gunner. Táo cắn dở chúng ta cũng sẽ đổi cho mình được những Super 242 rất tuyệt vời nha. Rồi, nào Gunner, hãy cùng gà Gin nào xem thử rằng hôm nay chúng ta sẽ có gì đây nha. 3K8 rương quả cao ạ. Và đó là boom. Oh. Hey y'all, come look at this. Chúng ta nhận về cho mình được những item để có thể đổi thưởng nha. Có vẻ như gà Gin vẫn chưa bùng nổ nhân phẩm trong clip mở rương ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì Gunner hãy cùng gà Gin chúng ta check ở phần đổi thưởng và xem thử là đây chúng ta sẽ có gì nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó chính là một xí ngầu. Tiếp đến Gunner cũng có thể tích và đổi cho mình một táo cắn dở. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai bộ trang phục mới. Rồi, đá cường hóa, bùa may mắn, đá gia công. Ở đây Gunner sẽ đổi cho mình được 1 triệu vàng nha, rất tuyệt vời nha. Gà Gin sẽ luôn ưu tiên phần này trước nha. Rồi, chúng ta sẽ có 2 triệu vàng. Tiếp đến chúng ta sẽ có những phần đá ở đây để sử dụng trong phần khắc ấn. Tiếp đến đó chính là pha lê tím để chúng ta có thể tẩy luyện nhẫn. Và ở dưới này chúng ta sẽ có chiến kỹ đơn, chiến hồn đơn. Ok, và nhắc đến phần pha lê tím thì Gà Gin sẽ khoe và flex với Gunner một tí là sau bao nhiêu ngày cày cuốc và rèn luyện không ngừng, để cuối cùng gà Gin cũng đã kích hoạt và tẩy đủ cho mình bộ cân bằng của vòng tay Venus và hạnh phúc là nhà Gunner. Bộ này thì sau khi tẩy xong thì gà Gin lên được khoảng hơn 20k lực chiến nha Gunner, rất tuyệt vời. Rồi, ở sự kiện này Gunner đã mở ra cho mình bao nhiêu phần quà hấp dẫn trong phần Giỗ Tổ cao này rồi, và Gunner đã tích lũy cũng như là đổi thưởng cho mình được những phần quà hấp dẫn nào trong sự kiện này rồi. Hãy để lại comment ở dưới clip để gà Gin được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Gunner ở clip tiếp theo. Bye bye.